Xin chào tất cả bà con đã quay trở lại kênh Nông nghiệp Chân Tâm. Thì hôm nay Minh Khoa cùng đội ngũ kỹ thuật của công ty Chân Tâm tiếp tục đi thăm vườn và quay video để chia sẻ cùng bà con về kỹ thuật chăm sóc cây sầu riêng. Và ở video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề đó là rửa vườn, tẩy rong rêu và phục hồi cây sau thu hoạch. Thì trong ảnh bà đang xem, đây là vườn sầu riêng khoảng 10 năm tuổi và nằm ở xã Thống Nhất của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Tình trạng của cây thì hiện tại cây của mình đã thu hoạch xong. Và theo Minh Khoa quan sát ở trên các cây của mình thì rong rêu hiện tại nó bám trên thân cây sầu riêng rất là nhiều. Thì chắc hẳn những bà con của mình ở khu vực Tây Ninh nè, rồi Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai đã thu hoạch xong, thì cái giai đoạn này cái việc bà con mình ưu tiên cần làm đó là mình phục hồi cây sau thu hoạch. Thì trong các bước phục hồi cây sau thu hoạch thì cái vấn đề mà tẩy rong rêu, rửa vườn là cũng hết sức là quan trọng. Minh Khoa nói một chút về cái vấn đề là rong rêu ở trên cái cây sầu riêng, về tác hại của rong rêu khi mà nó bám nhiều trên thân cây sầu riêng. Thì khi cây sầu riêng của bà con mình canh tác nhiều năm, thậm chí là khi cây của mình mới bắt đầu qua năm thứ 3, năm thứ 4 là trên thân cây đã bám rất là nhiều rong rêu. Và rong rêu là một cái loại thực vật nó ký sinh ở trên cái thân cây sầu riêng và nó sẽ hút dinh dưỡng ở trong cây sầu riêng. Như vậy thì khi mà rong rêu nó bám nhiều ở trên thân cây sầu riêng thì nó sẽ làm cho cây sầu riêng của ta nó bị mất đi cái sức khỏe, cái dinh dưỡng nó hút ra từ trong cái thân cây. Thứ hai là khi mà rong rêu bám nhiều ở trên cái thân cây sầu riêng, nó sẽ là một cái môi trường, một cái điều kiện để nấm khuẩn nó dễ dàng nó xâm nhập vào, nó làm ra các cái bệnh như là nứt thân xì mủ. Ở đây thì nấm Phytophthora là nó thường xuyên nó dựa vào cái độ ẩm trên rong rêu này để mà nó tấn công vào cây sầu riêng của chúng ta. Ngoài ra thì khi mà cái lớp rong rêu nó bám nhiều trên thân thì bà con mình cũng không quan sát được những cái dấu hiệu bất thường của thân cây. Ví dụ như là khi bà con mình bón phân mà cây của mình nó phát triển thì mình cũng không thấy được. Tại vì khi cây của mình nó phát triển thì cái da của mình nó sẽ có nứt ra những cái đường răng màu trắng. Thì mình ở đây mình cũng không thấy được do rong rêu của mình nó bám nhiều. Hay là những cái vấn đề như là mọt nó đục vào thân, sâu nó đục vào thân, mình cũng khó quan sát do là rong rêu nó bám nhiều trên thân. Và khi mà bước vào giai đoạn làm bông nếu như mà rong rêu nó bám nhiều thì nó sẽ cản trở cái quá trình ra hoa ở những cái mắt cua, và cũng như là nó tạo điều kiện để nấm khuẩn nó tấn công vào mắt cua, vào bông và trái non của bà con. Đó là những cái vấn đề về tác hại của cái rong rêu trên thân cây sầu riêng. Vậy thì sau khi thu hoạch xong, bà con mình việc làm đầu tiên là mình sẽ rửa vườn và tẩy rong rêu. Thì để mà rửa vườn tẩy rong rêu thì bà con của mình có rất là nhiều cái loại sản phẩm và rất nhiều cách để rửa. Có nhiều bà con của mình thì mình rửa bằng nước không trước. Ví dụ bà con mình dùng vòi nước cao áp, mình xịt cho nó sạch cái thân cành, xong rồi bà con mình phun lại thuốc nấm. Hoặc là một số bà con của mình là phun trực tiếp thuốc nấm qua luôn. Thì những cái sản phẩm, những loại thuốc mà chúng ta thường dùng để rửa vườn, để mà tẩy rong rêu, ở đây thì có những sản phẩm mà chứa hoạt chất về trị nấm. Ví dụ như là cái hexacrozone trong cái sản phẩm là Anvin kẽm, thì bà con mình cũng có thể là diệt được rong rêu nha bà con. Thì rong rêu nó cũng là tương tự một cái dòng nấm ở trên cây của mình thôi. Thì những hoạt chất ví dụ hexacrozone này, hay là bà con mình phun những cái hoạt chất trị nấm, ví dụ như là macozet hay là diram. Nhưng mà thường thường những hoạt chất trị nấm này thì nó không có tẩy được cái rong rêu mạnh, và có khi là nó phun nó chết rong rêu nhưng mà nó chết không hết và nó không tróc được cái rong rêu ra. Một số sản phẩm bà con mình cũng thường dùng để mà tẩy rong rêu nữa, đó là sản phẩm gốc đồng. Ví dụ là đồng xanh hoặc là đồng đỏ, bà con mình hay thường là dùng cái cốc 85 này, hay là ED của Hợp Trí, hay là rất nhiều loại thuốc gốc đồng ở trên thị trường để bà con mình phun mà tẩy rong rêu cũng như là rửa vườn sầu riêng của mình. Thì đây là đều những cái sản phẩm nó rất là hiệu quả để mà tẩy rong rêu cũng như là nó diệt, nó phòng ngừa nấm khuẩn, và nó sẽ làm giảm, nó sẽ làm cho cái cây sầu riêng của mình nó sẽ thải những cái lá bị già, bị bệnh. Ví dụ như là nó bị bệnh tháng thư hay là bệnh đốm rong, những cái bệnh nằm ở trên lá thì khi mình rửa vườn nó cũng sẽ rụng hết luôn. Cho nên đây là một cái vấn đề rất là quan trọng khi mà bà con của mình là mình rửa vườn và phục hồi cây sau thu hoạch. Ngoài ra thì công ty Hữu Tâm có chia sẻ cùng bà con về một cái sản phẩm chuyên dùng để mà rửa vườn sầu riêng của mình là cực kỳ an toàn và rất là hiệu quả trong rất là nhiều năm nay của bà con mình sử dụng. Đó là sản phẩm tẩy rong rêu.
hay là còn xong bà con mình cũng thường dùng ở sản tinh vôi nữa. Nhưng mà hôm nay thì mình khoa công ty trung tâm sẽ giới thiệu cái nhãn tẩy lông rêu để bà con mình khỏi phải nhầm lẫn với những cái sản phẩm tinh vôi khác ở trên thị trường. Thì bản chất cái sản phẩm tẩy lông rêu của tiêu tâm ở bên trong này là mình chứa tinh vôi hay còn gọi là tinh chất canxi, là vôi ở cái dạng đậm đặc và hay dạng nguyên chất nhất. Thì vôi là bà con mình biết là nó có tính háo nước và nó tính sát trùng sát khuẩn. Thì khi bà con mình dùng sản phẩm này, bà con mình phun vào cái thân, vào cái cành, vào cái lá của chúng ta, thì cái tính háo nước, tính sát trùng sát khuẩn này nó sẽ làm sạch, làm chết đi cái rong rêu bám trên thân cây của bà con của mình. Và ngoài cái vấn đề nó làm chết cái rong rêu ra thì nó còn làm khô và làm tróc đi những rong rêu này. Cái đặc biệt ở đây là nó mạnh hơn so với những cái sản phẩm mà bà con mình có thể là dùng trên thị trường khác. Tại vì hầu như là trong vòng 4-5 năm qua, các nhà vườn là đã sử dụng cái sản phẩm tinh vôi hay là gọi là sản phẩm tẩy rong rêu của trung tâm là cực kỳ nhiều và mang lại cái hiệu quả là cực kỳ cao. Và mỗi một năm như vậy thì cứ tới cái mùa mà tẩy rong rêu này thì những bà con của mình là đều sử dụng cái sản phẩm này để mà tẩy rong rêu và rửa vườn. Nhưng mà sản phẩm tẩy rong rêu thì nó có một cái nhược điểm là vì nó là bản thân nó là vôi tinh khiết, cho nên nó sẽ không kết hợp với loại thuốc nào cả mà chỉ dùng nó phun một mình. Bà con mình không phun được với thuốc sâu, không phun được với thuốc rầy, cũng không phun được với các thuốc nấm mịn khác mà chỉ phun riêng một mình nó. Và ngoài ra thì vì là nó là vôi mà ở dạng tinh khiết cao nhất cho nên nó tỏa nhiệt cực kỳ lớn khi mà gặp nước. Cho nên bà con của mình khi mà mình sử dụng mà mình hòa vào nước á, thì bà con mình cố gắng là mình không có dùng cái tay của mình bị ướt, mình sẽ không có tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm tẩy lông rêu. Và khi phun vào nó tỏa nhiệt thì bà con mình cũng phải mang các cái dụng cụ bảo hộ để mà tránh nó xảy ra những cái tai nạn lao động như là bị nóng hay là bị phỏng. Còn về ưu điểm của sản phẩm tẩy lông rêu này thì thứ nhất là nó tẩy lông rêu rất là sạch. Cái này thì hiệu quả đã chứng minh qua rất là nhiều vườn là cái đầu tiên. Cái thứ hai là về mặt chi phí. Chi phí của sản phẩm tẩy lông rêu này thì giá một gói của mình là 130 ngàn gói một ký. Thông thường bà con mình những vườn mà bị rêu nó ở mức độ nó vừa phải thì bà con mình dùng một ký pha với lại 400 lít nước tương đương với lại là 2 phi, thì bà con mình có thể phun phủ cả cành cả lá cả thân luôn, phun rất là sạch sẽ. Và mình chỉ hạn đọt non phun cây của mình cũng không cháy luôn. Nhưng bà con mình lưu ý là mình sẽ hạn chế phun khi cây của mình nó vừa mới nhú những cái cơ đọt ra, thì mình để cho lá mình nó lớn lớn, nó mở lá mình nó mở xong á, rồi bà con mình phun, lúc đó là nó an toàn và nó hiệu quả nhất. Chứ sản phẩm này nó không hề cháy lá. Nhưng mà cái giai đoạn cái cây của mình á, nó đang vừa nhú đọt non mà mình đưa những cái sản phẩm mà nó có tính nóng như là vôi vào thì nó sẽ ảnh hưởng, nó làm chậm đi cái sự phát triển của cái cơ đọt, cái cơ lá của mình. Cho nên bà con mình cứ chờ cái lá của nó mở ra rồi mình phun tẩy rong rêu rửa vườn là tốt nhất. Là thứ nhất, ưu điểm là về chi phí nó khá là tốt. Còn đối với những vườn mà khi mà mình bị rong rêu nó nặng á, bà con phun tẩy sạch tẩy nhanh ở trong thân trong cành, thì bà con mình có thể phun 1 ký cho 200 lít nước, bà con mình tẩy rong rêu ở thân ở cành luôn, và mình sẽ hạn chế phun lá non. Lá già thì bà con mình vẫn phun bình thường. Đó là về cái liều lượng khi mà mình sử dụng cái sản phẩm tẩy rong rêu. Và vì là cái sản phẩm này mình dùng cái thành phần là tinh tinh vôi, cho nên là khi bà con mình phun ở lên trên ở trên cây thì mình phun vào á, thì nó cũng sẽ là khi nó rơi xuống đất á, nó cũng sẽ giúp cho cái đất của mình tơi xốp và tăng cái độ pH đất của mình. Chứ nó không hề gây hại đất. Nếu mà con mình dùng thuốc nấm để mà rửa vườn, tại vì rửa vườn thì mình sẽ dùng cái lượng nước nó khá là nhiều, thì khi bà con mình phun nhiều mà nó xuống đất của mình á, thì nó cũng sẽ làm ảnh hưởng tới cái hệ vi sinh vật của đất. Nhưng khi bà con mình dùng sản phẩm tẩy rong rêu, mình tẩy thì nó rơi xuống đất thì nó không có vấn đề gì cả. Và bản thân cái sản phẩm là tẩy rong rêu này mình có thể tưới gốc để mà nâng pH cũng như là sát trùng sát khuẩn. Khi mà mình xử lý bệnh vàng lá thối rễ hay là các cây bị suy kiệt thì mình đều dùng để tưới gốc được hết. Cho nên cái ưu điểm của nó là nó không gây hại cho cái bộ rễ của mình, không gây hại cho hệ vi sinh vật đất, mình phun rất là sạch. Thì sau khi mà mình đã phun tẩy rửa rong rêu rửa vườn sạch sẽ rồi thì lúc đó mình có thể làm, sau khi mà dùng cái sản phẩm tẩy rong rêu này và con mình tẩy sạch rồi, có thể bà con mình dùng lại một cái cửa thuốc nấm
để mà mình có thể là xử lý hết những cái vấn đề nấm bệnh ở trên lá mình. Tại vì bản thân vôi thì nó cái công việc của nó, cái nhiệm vụ chính của nó là nó chỉ là tẩy đống rêu và rửa vườn thôi. Còn những cái nấm bệnh ở trên thân cây thì mình phải dùng thêm thuốc nấm để phun qua lại. Và bắt đầu lúc đó mình sẽ tiến hành các bước phục hồi. Ví dụ mình phục hồi là bộ rễ, dùng những cái sản phẩm hữu cơ, những sản phẩm kích rễ để mình tạo cái bộ rễ mới, rồi đưa dinh dưỡng vào như thế nào, rồi bón NPK, rồi kéo đợt như thế nào. Thì chắc là Minh Khoa xin phép làm ở một cái video mới để bà con mình xem, mình dễ tiện theo dõi. Ở video ngày hôm nay thì Minh Khoa muốn chia sẻ bà con về cái cách mà mình tẩy đống rêu để mà mình rửa vườn sau thu hoạch cho nó hiệu quả bằng cái sản phẩm là tẩy đống rêu của Tiên Phong Tâm. Thì bà con mình xem video mà có thắc mắc về kỹ thuật, muốn liên hệ mua sản phẩm tẩy đống rêu hay là muốn công ty Nông Tâm đến thăm vườn, tư vấn vườn theo các cái quy trình của công ty Nông Tâm, thì bà con mình có thể liên hệ với Minh Khoa qua số hotline 0988 668 991. Và con mình xem video mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh để sau này khi Minh Khoa ra những video mới, bà con mình dễ dàng nhận được thông báo. Rất cảm ơn bà con đã theo dõi video và hẹn gặp lại bà con trong những video sau.